Bây giờ thì mình phải chuẩn bị hành lý để về đã. Hành lý thì lần này mình mang rất là ít luôn, tại vì mình về cùng cả em gái mình nữa. Thì em gái mình nó sẽ là cầm quà cho mọi người, đa số là cầm quà cho mọi người hết rồi. Mình chỉ cầm thêm một ít thôi. Mặt nạ cầm mình rất là nhiều. Mấy cái kem chống nắng này thì là mình mua ở Oliver Young cái lúc mà nó sale á. Quần áo thì mình gọi là mua nhiều á, tại vì mình lúc nào đi đâu mình cũng sẽ mua rất là nhiều quần áo. Mọi người thì không có biết là mình về đâu. Vừa nãy gì mình gọi gì gọi là muốn nó có quà Hàn Quốc quá đi, ý là bảo là về đi á, xong rồi mình mới bảo là trêu là thế gì thích gì để mai cháu mang về cho, nhưng mà dì không tin. Đây là đồ của anh Hun. Anh Hun thì đóng xong đồ rồi, còn mình thì bây giờ mới đóng đồ. Đây nữa, cái này thì là nấm linh chi mẹ mình thích, với cả chắc là các bà các bác thích, hầu như là nào về cũng mua cái này. Cái này thì là cô chủ quán gà ở gần nhà mình á, cô ấy biết mình về Việt Nam nào, cô ấy có gọi ra để cô ấy cho quà ấy. Đây là mấy cái đồ mà kiểu như thẻ ảnh của các nhóm nhạc á. Tại vì mình thấy các bạn mà theo dõi mình ấy, các bé, các em mà theo dõi mình ấy thì khá là thích, hâm mộ những nhóm nhạc kiểu như BTS nè, IU nè, hay là Blackpink nè. Nên là mình có mua thẻ ảnh khá là xinh. Blackpink. Mua cái này về để tặng cho mọi người nếu mà có cơ hội gặp. Chuẩn bị lên xe. Đây. Chuẩn bị về mà mọi người lột mụn. Đến sân bay rồi nè. Vui không, vui không? Lột mụn xong rồi nè. Rất là đông người luôn. Nghe đâu mẹ bọn con về rồi đây. Xếp hàng xa tít tắp luôn nhỉ. Đây là cửa hàng tiện lợi ở sân bay nè. Vào đây mua đồ. Ê, ở đây nó cũng không có đắt hơn đâu. Như nhau mà. Anh mua gì á? Em ăn cái này. Nhiều đồ ăn đấy. Ê, bây giờ mua xong để đâu được nhỏ? Mang về Việt Nam ấy. Bữa ăn cuối cùng ở Hàn Quốc. Điền. Khiếp. 2 tuần ăn tiếp. Đông người quá. Lâu nhỉ, nóng nữa chứ. Về đến nhà rồi. Đây là bạn của Huyền nè. Đây là Huyền nè. Đây là bạn thứ hai của Huyền nè. Ôi, cậu này đẹp phết nhở. Mẹ chị bây giờ đang có đi làm về, cô sợ không nghe. Đợi 5 phút nữa gọi điện. Chào ai à? Chào cô ấy à, chào Tuấn ấy à. Không, cô bạn Huyền ấy à. Vâng, đến tầm 12 giờ cháu mai nhà cháu đưa. Huyền cũng chăm ga được không ạ? Cô có ở nhà không ạ? Lát đợi anh tiền vào, xong em vào nhá. Xong anh đợi một lúc thì anh vào nhá. Anh cứ vào thôi, em quay cho nhá. Em bây giờ khác nhở? Em nhưng mà tại sao vừa chị thấy cái hoa phượng ở đây không còn nữa? Em về nhà rồi. Anh ạ, em về nhà rồi. Chúc mừng. Anh về nhà rồi. Về Hải Phòng rồi, đang trên đường về nhà này mọi người ơi. Để ăn cơm mẹ mua. Cô ở nhà chưa ạ? Cháu sắp đến rồi ạ, cháu đến cổng làng rồi ạ. Đến cổng làng cho bạn cô nhé, cô đang ở trên đường về đến nơi ạ. À, vâng ạ. Chào cô. Đến nơi của mẹ ta là 30 phút nữa. Mẹ mà mua ra lên thì là 30 phút nữa chỉ đến nơi ạ. Mẹ mà cười cười đàn biết ngay mẹ bảo cười chết mẹ rồi. Để về thật thôi. Cháu đến trước cửa cô rồi ạ. Vâng. Vâng ạ, vâng ạ, cháu biết nhà rồi ạ. Kêu mọi người đi trước. Dạ vâng ạ. Không. Chào cô. Chào chị. Anh qua đây. Để con hỏi cho cô có tưởng ba cô về.
nhà quá trời cây luôn. Em mẹ mua măng cụt với cả bòn bon ý. Gà. Hả? Ức gà đấy không có. Đâu? Ui cam nè. Tỉnh. Dạ. Quả mít đâu ạ? Bác ơi. Đó. Ui bác ấy vặt luôn đi bác. Vặt đi. Vậy ạ? Anh hôn mặt mít. Cái đấy không phải là sầu riêng đâu, mít cơ. Bác đi làm luôn ạ? À? Vâng. Vậy tối về lại gặp bác. Bác không đeo khẩu trang à? Vâng. U là trời. Vải đây, vải chuẩn cũng mùa. Vải này mọi người, vải. Mẹ nhà bác dính còn vải không nhỉ? Qua đây là quả kéo. Đây sản phẩm qua đánh quả xài. Đây là quả kéo hay quả xài mẹ? Ngon cục. Đấy, chúng mẹ ăn đi. Ăn đó. Hôm trước con nhờ chị Ngân mang cho con quả vải mà chị còn không mang cho con. Ngon đấy. Nhưng ăn cái này xác định mọc mụn. Ui, canh cái mướp rau đay anh Khánh nấu. Cà này là mẹ mua chắc chắn thế. Ngon nhờ. Đi mua nước ngọt. Đây anh, về Việt Nam là phải đeo cái này. Đấy. Đây, đeo vào nhìn cái chân tôi nó đen hẳn luôn đi. Thôi em đi đôi này đi, nhìn cho nó đỡ bị bẩn. Thử thách một man. Mua gì ở cửa hàng tiện lợi. Anh không đi dép tổ ong à? Anh phải đi cái này là mới là người Việt Nam nè. Đấy, đúng không mọi người? Dẫn người Hàn đi cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam nha mọi người nha. Mình em này không nhìn thấy em luôn đấy, gì không nhìn vậy. Thạch găng găng ngon dạo này cũng đang có nổi món này lắm luôn ấy. Thế hả? Trên mạng mọi người làm cái này nhưng mà này có ngon như này không? Không, không được sánh như thế này đấy. Nhưng cháu đã biết lý do tại sao nó không sánh. Đấy, ngon nhỉ? Thấy chưa? Lý do như nào không sánh? Đấy, nó đang quay bán hàng đây. Tại ngày xưa cháu cũng thấy bác Ngạn làm này mà đấy, bán nên tốt. Là cháu biết lý do tại sao nó không sánh. Chế đây là đường à? Nè, ăn thôi. Trái cây. Măng cụt nè, măng cụt gì Tiến mua. Cái này gì Tiến mua. Chan.